bạn thấy không? Việc quét nhà tưởng chừng như đơn giản như vậy mà cũng nhọc công lắm chứ bộ. Nhất là mỗi lần phải quét cái gầm ghế nè, hay là quét mấy cái kẽ ghế này nè. Chính vì vậy, việc xuất hiện của một chiếc máy hút bụi sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đây, chiếc máy hút bụi này sẽ giúp cho chúng ta vệ sinh nhà cửa được nhanh chóng hơn. Và nó đến từ thương hiệu Panasonic với mã sản phẩm là MCCL573AN49 với công suất 1800W. Hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về sản phẩm này nhé. Bộ này của Panasonic thì vừa được ra mắt vào năm 2020 mà thôi, và nó được sản xuất tại Malaysia với công suất hoạt động là 1800W và công suất hút là 260W. Về tổng thể thiết kế thì chiếc máy được thiết kế khá là nhỏ gọn, linh hoạt với thiết kế bánh xe phía bên dưới. Nó có hai bánh xe lớn và bánh xe nhỏ xoay 360 độ nên giúp cho việc kéo máy di chuyển nhiều vị trí trong quá trình hút bụi rất là tiện lợi. Ngoài ra thì phía trên máy cũng có tay cầm nên muốn xách máy lên để mang đi nơi khác thì vô cùng đơn giản. Máy có hai màu đen và xanh kết hợp khá đẹp mắt. Với hai gam màu này thì nhìn máy sẽ mới mẻ lâu hơn, đỡ bị dơ và nhìn lâu cũ. Khi mở máy ra thì máy sẽ có những phụ kiện đời bao gồm ống hút kiểu ruột gà nè, đầu nối, ống hút bằng kim loại để có thể thay đổi chiều dài bằng cách tháo hay là lắp chúng lại với nhau. Có thêm tay cầm để thuận tiện hơn trong việc thao tác. Trước khi dùng thì mình sẽ lắp các phụ kiện này vào nha. Đầu tiên là lắp đầu nối và ống hút vào máy theo vị trí này. Sau đó là nối ống còn lại vào tay cầm. Tiếp theo là mình nối ống kim loại này vào tay cầm. Có thể nối thêm một ống nữa để thanh dài hơn và nối các đầu hút vào. Các đầu hút bụi thì mình có đầu hút sàn nè. Và với đầu hút sàn này kèm theo hai ống kim loại khá dài này thì khi mà mình thao tác hút bụi dưới sàn nhà, mình có thể đứng thẳng lưng. Thao tác rất là đơn giản và dễ chịu luôn. Mình không cần phải khom lưng quá nhiều khi hút bụi nên cũng ngăn ngừa được tình trạng đau lưng, đau cột sống khi sử dụng. Mà ở cái đầu hút sàn này thì được thiết kế thêm bánh xe nên việc đẩy đầu hút đi dưới sàn cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Nó được thiết kế chổi gom bụi ở phía dưới này nên giúp cho việc gom bụi bẩn cũng như hút bụi và các loại rác thải nhỏ được hiệu quả và sạch sẽ hơn. Mình cứ đẩy đầu hút vào các vị trí cần hút là máy sẽ hút sạch sẽ ngay và luôn. Thêm vào đó thì phía trước này được thiết kế có nắp đậy. Khi mà mình đẩy sát cái này vào tường hay là mặt phẳng nào đó thì nắp sẽ tự động mở lên để giúp cho mình hút được tất cả các bụi bẩn ở các vị trí, các khu vực khó tiếp cận nhất. Thông thường thì các loại bụi bẩn ở các góc sát mép tường này rất khó hút và mình phải lấy chổi quét nó mới ra được. Nhưng với thiết kế đầu hút sàn này thì mình chỉ cần đẩy vào là nó sẽ hút lên rất là sạch sẽ luôn. Cổ nối của đầu hút thì được thiết kế xoay 360 độ cho nên mình có thể thay đổi nhiều tư thế hút khác nhau. Thậm chí là có thể hạ thanh ống kim loại xuống sát dưới sàn nhà để chúng ta có thể hút được bụi ở những vị trí khó quét được bằng chổi như là gầm ghế sofa, gầm giường, tủ hay là kệ v.v. Trên tay cầm của máy được thiết kế một khe thông gió như thế này có thể mở đóng được để thay đổi áp suất. Và nếu như chúng ta hút ở trên các mặt phẳng hoặc là sàn nhà thì chúng ta có thể đóng khe thông gió này lại để lực hút được mạnh hơn. Còn nếu như mà mình hút ở những bề mặt thảm lông hay là rèm cửa thì mình có thể mở khe này ra để giúp làm giảm áp suất. Để lúc cho mình hút thì mình sẽ không bị dính quá chặt đầu hút vào bề mặt thảm lông hay là vải. Như bây giờ thì mình đang hút trên bề mặt thảm lông nè. Nếu mà mình đóng khe này lại thì đầu hút sẽ hút rất mạnh và dính mặt thảm vào đầu hút luôn. Nhưng mà khi mình mở khe thông gió này ra thì việc hút bụi bẩn hay là cặn rác trên thảm rất nhanh và dễ dàng. Ngoài đầu hút sàn này ra thì đi kèm với máy còn có đầu hút khe nhỏ và bàn chải hút bụi này nữa. Với đầu hút khe này thì mình sẽ dùng để hút các khe hẹp như là các mép góc của ghế sofa, ghế ô tô hay là mép cửa sổ hay là hút bụi bàn phím cũng được luôn. Còn với đầu bàn chải hút bụi này thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc vệ sinh các bề mặt như là ghế sofa, nệm giường, rèm cửa hay là các bề mặt vải khác. Vì khi có bàn chải nó sẽ giúp đánh bụi ra khỏi bề mặt vải và máy sẽ hút vào được sạch sẽ nhất. Khi hút các loại bụi bẩn, cặn giấy hay là các loại rác thải nhỏ như là lông chó mèo, sợi tóc thì tất cả những thứ đó sẽ được hút và chứa ở trong hộp bụi này. Hộp chứa bụi thì có dung tích lên đến 2.2 lít nên có thể chứa được lượng bụi lớn nên mình có thể hút nhiều lần, sau đó mới đi đổ bụi một lần. Mà việc đổ bụi cũng dễ dàng lắm nha các bạn. Các bạn chỉ cần nhấc hộp chứa bụi ra khỏi máy rồi mở cái nắp này ra là có thể đổ bụi được. Ở đây thì có thêm cần gạt để mình kéo qua kéo lại để bụi ở trên màng lọc rơi xuống hộp chứa để mình đi đổ luôn. Đây chính là màng lọc HEPA của máy nha các bạn. Và tác dụng của nó chính là lọc các loại bụi mịn, lông chó mèo hoặc là các loại bụi bẩn khác trong quá trình hút trước khi thổi ra ngoài. Giúp máy thổi ra không khí sạch hơn, tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Về khả năng hút bụi của máy thì sau khi ông Mạnh dùng thử, ông Mạnh thấy là lực hút của máy rất là mạnh luôn. Bởi vì công suất hút của máy là 260W. Thêm vào đó là được áp dụng công nghệ gió xoáy cực đại, cho nên là giúp hút bụi rất là nhanh và mạnh. Các bạn có thể thấy là các mảnh giấy và các hạt xốp quay vòng tròn liên tục trong hộp chứa bụi đây ạ. Với công nghệ hút gió xoáy cực đại này thì nó mang lại lực hút mạnh mẽ, có thể hút được lượng bụi lớn hay là các loại bụi có độ bám dính cao cũng rất hiệu quả. Để thử lực hút của máy thì mình cho hút thử chai nước nè các bạn. Máy có thể hút được dính lên luôn nè, chứng tỏ là lực hút của máy này rất mạnh. Để khởi động máy thì mình sẽ có một cái nút bấm có biểu tượng là hình tròn và dấu trừ ở bên trong nha. Đây nó đây. Với thiết kế này thì mình vừa có thể đứng hút, vừa có thể dùng chân tắt mở máy được luôn. Mà hạn chế của máy là mình sẽ không có nút công tắc điều chỉnh công suất, chỉ có một mức cố định mà thôi, cho nên là mình chỉ có thể tắt hoặc là mở máy. À mà các bạn có biết cái nút có hình phích cắm điện ở đây nó có tác dụng gì không? Đó là khi mà mình bấm nút này thì nó sẽ tự động thu dây điện vào. Chiều dây điện của máy thì dài đến 5m, nên mình có thể cắm điện và kéo ra sử dụng ở một không gian rất rộng như là phòng khách, bếp, phòng ngủ lớn, v.v. Muốn thu dây lại thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần rút phích cắm ra và nhấn vào cái nút này. Mình có thể dùng tay hoặc là dùng chân đè vào nút là dây điện sẽ được thu lại hết vào trong máy rất gọn gàng. Về độ ồn của máy thì nó cũng khá lớn, nhưng đây cũng là điều bình thường của các loại máy hút bụi mà. Và ngưỡng độ ồn của máy thì nó vẫn nằm trong ngưỡng an toàn cho người dùng. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua những tính năng nổi bật của chiếc máy hút bụi đến từ thương hiệu Panasonic. Ông Hạnh nghĩ là chiếc máy hút bụi này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong công việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là trong những dịp như là dọn nhà hoặc là tổng vệ sinh nhà cửa vào dịp Tết cuối năm chẳng hạn. Những quán cà phê, nhà hàng hay là những văn phòng nhỏ có thể mua chiếc máy này về rất là cần thiết luôn. Và những ưu điểm của nó thì ông Hạnh sẽ để vào cuối video clip ngày hôm nay nha. Còn giá cả của chiếc máy này thì ông Hạnh sẽ để ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.